trọng tài người Úc thổi FU23VN không phải sai lầm đầu tiên, đã khóa Facebook vì áp lực. Người hâm mộ bóng đá đã tỏ ra rất khó hiểu và bức xúc trước pha xử ép của trọng tài Jared Beard trong một pha tranh chấp tưởng chừng rất đơn giản. Điều đáng nói hơn cả, đây không phải lần đầu ông ấy phạm sai lầm này. Trong cuộc đối đầu tại trận tứ kết giữa U23 Việt Nam với U23 Iraq, vào phút thứ 28, một cầu thủ của U23 Iraq đã ngã trong vòng cấm sau pha tranh chấp với Duy Mạnh và Đinh Trọng. Ngay lập tức trọng tài Jared Beard chỉ tay vào chấm phạt đền khi cho rằng Duy Mạnh đã phạm lỗi với đối thủ trong vòng cấm. Tuy nhiên, tình huống này đã gây ra tranh cãi, bởi có thể dễ dàng nhận ra cầu thủ của U23 Iraq không hề bị tác động gì đáng kể. Trước tình thế Việt Nam đang là đội dẫn trước, quyết định của trọng tài Jared Beard bị cho là xử ép và không công bằng. Amen Hosse. In đã quân bình tỷ số cho Iraq từ chấm 11m sau khi trọng tài tặng họ một quả phạt đền gây tranh cãi. Trang FOX Sport Asia khẳng định trên Twitter, kèm theo hai dấu chấm hỏi sau tỷ số hòa 1-1 ở phút 29. Ngay lập tức, các diễn đàn nổ ra tranh cãi. Điều đáng chú ý hơn cả đó là, các trọng tài trong trận đấu hôm nay đều là người Úc và Hàn Quốc, những đối thủ của Việt Nam ở vòng bảng. Chính vì vậy, sự nghi ngờ ngày càng tăng lên. Đây không phải là lần đầu tiên ông Jared Beard xử ép đội tuyển Việt Nam. Vào ngày 8 tháng 10 năm 2015, trên sân Mỹ Đình, ông Jared Beard chính là trọng tài thổi quả phạt đền đầy tranh cãi ở phút 90+5, giúp Iraq cầm hòa may mắn tuyển Việt Nam tại vòng loại World Cup 2018 khu vực châu Á với tỷ số 1-1. Hiện nay, tài khoản Facebook của ông Jared Beard đã khóa do không chịu được áp lực từ dư luận quốc tế. Trọng tài Úc xử FU23 Việt Nam, giới chuyên môn nói gì? Trong pha tranh chấp tưởng chừng rất đơn giản và bình thường của Duy Mạnh với một cầu thủ U23 Iraq, nhưng trọng tài Jared Beard lại chỉ tay vào chấm 11m, qua đó khiến U23 Việt Nam bị gỡ hòa. Theo trọng tài Nguyễn Trọng Thư, vị vua áo đen này đã quá nặng tay. Dù phải chạm trán đội bóng được đánh giá rất mạnh là U23 Iraq, nhưng U23 Việt Nam đã nhập cuộc rất tự tin và tỏ ra không hề lép vế. Bất ngờ hơn, chính các học trò huấn luyện viên Park Hang-seo mới là đội vươn lên dẫn trước ở phút 12 sau pha chạm bóng của Công Phượng. Nhận bàn thua bất ngờ, U23 Iraq đã tràn lên tấn công, nhưng họ phải đối mặt với hàng phòng ngự chơi đầy chặt chẽ và tập trung của U23 Việt Nam. Tuy nhiên, trong lúc đang bế tắc thì đại diện Tây Á lại được hưởng quả 11m tưởng tượng từ trọng tài chính người Úc Jared Beard. Phút 28, từ một tra treo bóng bên cánh phải theo hướng tấn công của đối thủ, Duy Mạnh nhảy lên tranh chấp với một cầu thủ U23 Iraq, sau đó cả hai đều ngã xuống nhưng trọng tài chính Jared Beard lại chỉ tay vào chấm 11m. Trên chấm phạt đền, Hussein đã không bỏ lỡ cơ hội để san bằng tỷ số 1-1. Nhận định về tình huống này, trọng tài Nguyễn Trọng Thư cho rằng đồng nghiệp người Úc đã quá nặng tay với U23 Việt Nam. Tôi cho rằng trọng tài đã quá nặng tay ở tình huống thổi phạt đền U23 Việt Nam. Đó là pha bóng bình thường, chỉ đơn thuần nhảy lên tranh chấp cùng nhau. Tuy nhiên, không hiểu sao trọng tài chính lại quyết định thổi phạt đền. Ở tình huống này, nhiều người sẽ không bao giờ có quyết định thổi phạt đền. Vì bắt lỗi ở tình huống này là quá nặng tay, khi hai cầu thủ chỉ đơn thuần nhảy lên và không hề có va chạm gì rõ ràng hay cố ý. Trong khi đó, trái ngược với nhận định của trọng tài Thư, cựu huấn luyện viên Phạm Như Thuần và chuyên gia Nguyễn Sĩ Hiển lại cho rằng đấy là quyết định chính xác của trọng tài chính khi Duy Mạnh đã phạm lỗi với đối phương trong pha nhảy lên tranh chấp. Nhưng nhìn chung trong suốt 90 phút cầm còi, người hâm mộ đều có chung một quan điểm là những pha cắt còi của trọng tài người Úc có phần nặng tay với các cầu thủ U23 Việt Nam. U23 Việt Nam tuyệt đỉnh thăng hoa, triệu fan phát sốt, mơ làm vua châu Á. Người hâm mộ Đông Nam Á, đặc biệt là Malaysia, cúi đầu thán phục U23 Việt Nam sau chiến tích lịch sử ở vòng chung kết U23 châu Á. Trong khi đó, U23 Iraq trở thành đề tài châm biếm vì những phát ngôn xem nhẹ thầy trò Park Hang-seo. Vỡ òa là tâm trạng chung của người hâm mộ bóng đá cả nước khi U23 Việt Nam vượt qua U23 Iraq sau 120 phút chính thức hòa 3-3 cùng loạt luân lưu cân não 5-3, đồng thời giành tấm vé lọt vào bán kết giải U23 châu Á. Hàng triệu cổ động viên khắp mọi miền đã đổ ra đường ăn mừng chiến tích lịch sử này. Không chỉ đưa lịch sử bóng đá Việt Nam sang trang mới, chiến tích của thầy trò Park Hang-seo còn giúp Đông Nam Á vốn được xem như vùng trũng bóng đá, nở mày nở mặt. Ngay lập tức, U23 Việt Nam trở thành từ khóa hot nhất trên các diễn đàn mạng xã hội như Facebook, Twitter, Instagram.
cộng đồng fan Đông Nam Á, đặc biệt là người hâm mộ Malaysia dành những mỹ từ đẹp nhất như niềm tự hào Đông Nam Á, vua Đông Nam Á để ca ngợi thầy trò Park Hang-seo. Trước đó, U23 Malaysia cũng xuất sắc vượt qua vòng bảng nhưng bị U23 Hàn Quốc đánh bại 1-2 ở tứ kết. Philip Begathy On, quốc tịch Pháp, một cổ động viên ruột của bóng đá Việt Nam, lấy vợ Việt nhưng sinh sống tại Singapore, đã không giấu được cảm xúc và thốt lên: chiến thắng lịch sử của Việt Nam, họ đã lần đầu tiên góp mặt ở bán kết châu Á. U23 Iraq vốn được đánh giá cao hơn rất nhiều nhờ bề dày thành tích, một lần vô địch, một lần giành hạng 3. Thậm chí các cầu thủ, ban huấn luyện đại diện Tây Á cũng tự tin đặt mục tiêu vô địch sau khi đối thủ lớn nhất nhà đương kim vô địch Nhật Bản bị loại. Ngay lập tức, các cổ động viên đã chế giễu U23 Iraq vì thái độ xem thường U23 Việt Nam cũng như các đại diện Đông Nam Á. Thậm chí trong phút cao hứng, nhiều cổ động viên còn tự tin khẳng định thầy trò Park Hang-seo đủ sức đánh bại Qatar ở bán kết và giành chức vô địch châu Á. Đây có phải là đội bóng từng bị loại ở vòng bảng SEA Games? Bóng đá thật đẹp biết bao. Niềm tự hào Đông Nam Á, tiến lên Việt Nam ơi! Việt Nam, vua Đông Nam Á, Malaysia, hoàng hậu Đông Nam Á, Thái Lan, công chúa Đông Nam Á, Indonesia, cạn lời. Một fan đặc biệt danh hài hước cho các đại diện ASEAN. Chúc mừng U23 Việt Nam, các bạn đã làm tôi khóc. Hãy nhận lấy sự tôn trọng từ tôi một. Fan Malaysia. U23 Iraq từng vỗ ngực tuyên bố vô địch sau khi U23 Nhật Bản bị loại. Họ nghĩ vượt qua các đại diện Đông Nam Á là dễ dàng ư? Người hâm mộ Malaysia chúc mừng Việt Nam, hy vọng các bạn sẽ giành chức vô địch để cho tất cả biết về sức mạnh của bóng đá Đông Nam Á. Chúc mừng Việt Nam, đội bóng mạnh nhất Đông Nam Á. Iraq nên về nước và chuẩn bị cho tháng ăn chay Ramadan. Chúc mừng Việt Nam. Đừng quên chúng tôi, những cổ động viên đã ủng hộ các bạn kể từ trận đấu đầu tiên. Giờ đây, tôi có thể tự tin khẳng định chức vô địch đang nằm trong tay các bạn. Các bạn là những người chiến thắng đích thực trong một trận đấu tệ hại của trọng tài. Malaysia và Việt Nam đã chứng minh cho cả thế giới thấy, thành tích vượt qua vòng bảng U23 châu Á không hề may mắn. Chúng tôi đã thể hiện tinh thần tuyệt vời trước Iraq và Hàn Quốc. Tuyệt vời hơn cả, chiến thắng của Việt Nam cho thấy Đông Nam Á không còn là vùng trũng bóng đá thế giới. Tôi đã gào khản cổ khi Việt Nam thực hiện thành công quả luân lưu quyết định. Tin chắc rằng các bạn sẽ vượt qua Qatar. Trong khi đó, cộng đồng fan Việt Nam cũng không quên bày tỏ cảm xúc sau chiến tích lịch sử của thầy trò Park Hang-seo. U23 Việt Nam, SLV Park Hang-seo, cạn lời với trọng tài Úc. Huấn luyện viên trưởng đội tuyển U23 Việt Nam hơn 5 lần phản ứng mạnh mẽ với quyết định của trọng tài người Úc có tên Chris Bitt và các đồng sự ở chiến thắng lịch sử trước U23 Iraq. Cách điều khiển của trọng tài người Úc Chris Bitt, nhất là tình huống thổi phạt đền giúp U23 Iraq có bàn gỡ hòa 1-1 trước U23 Việt Nam khiến nhiều cổ động viên bóng đá Việt Nam bất bình. Trên sân thường thục, huấn luyện viên Park Hang-seo có ít nhất 5 lần phản ứng các quyết định của tổ trọng tài có phần ép U23 Việt Nam. Dẫu huấn luyện viên Park Hang-seo chạy ra sát đường biên dọc để phản ứng một pha phạm lỗi nặng của cầu thủ U23 Iraq với đình trọng của U23 Việt Nam nhưng trọng tài vẫn vờ như không hay không thấy. Khi vừa kết thúc 90 phút chính thức, vì quá bức xúc, các cầu thủ U23 Việt Nam đã quay trọng tài Chris Bitt để phản đối những quyết định của vị vua áo đen này. Ở hai hiệp phụ, huấn luyện viên Park Hang-seo thậm chí nổi nóng với tổ trọng tài, thậm chí huấn luyện viên trưởng U23 Việt Nam còn đá văng cả chai nước. Không những trọng tài chính, trong một tình huống cầu thủ Việt Nam nằm sân, huấn luyện viên Park Hang-seo thậm chí phải phản ứng mạnh với trợ lý trọng tài thì các bác sĩ mới được vào sân chăm sóc cầu thủ U23 Việt Nam. Ngay cả trợ lý Lee Yong-jin của huấn luyện viên Park Hang-seo cũng không thể ngồi yên và chạy ra phản ứng trọng tài cùng sếp. Những phút cuối hiệp phụ thứ hai, trọng tài không thổi vịt vị cầu thủ U23 Iraq khiến U23 Việt Nam suýt thua. Huấn luyện viên Park Hang-seo đã tức giận ném mạnh chai nước xuống sân và đứng im nhìn vị trọng tài bên Peter Green, cũng là người Úc. Tiền vệ Đỗ Duy Mạnh cũng thể hiện thái độ vô cùng tức giận khi trọng tài khiến U23 Việt Nam suýt để thua bàn thứ 4 vì trọng tài lỡ cơ hội sút luân lưu để làm nên lịch sử. Cuối cùng, U23 Việt Nam cũng đã vượt qua được U23 Iraq một cách không thể ấn tượng hơn ở loạt sút luân lưu để lần đầu tiên trong lịch sử góp mặt ở vòng bán kết giải U23 châu Á nên các thành viên U23 Việt Nam dễ dàng bỏ qua cho các trọng tài người Úc. Quang Hải loại Úc,
Trọng tài Úc thổi 11m U23VN, nghi án chấn động tứ kết. Trọng tài Charit biết người Úc đã thổi quả phạt đền gây tranh cãi cho U23 Iraq. Trước đó, vị vua áo đen này cũng mắc rất nhiều sai lầm nghiêm trọng. U23 Việt Nam đã đánh bại U23 Úc, qua đó tiến một bước dài vào tứ kết U23 châu Á. Dù phải gặp U23 Iraq được đánh giá cao hơn rất nhiều, song thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo nhập cuộc đầy tự tin và thậm chí có bàn mở tỷ số phút 12 nhờ công của Công Phượng. Thế nhưng, lợi thế của U23 Việt Nam nhanh chóng biến mất bởi quyết định thổi phạt đền của trọng tài Charit Bitt. Tình huống U23 Iraq tạt bóng, Xuân Mạnh và Duy Mạnh tranh chấp với Ayman Hussein tiền đạo đội bạn ngã trong vòng cấm và lập tức quả 11m được thổi. Đây là tình huống nhạy cảm nhưng trọng tài người Úc rất cương quyết thổi phạt đền. Sau đó, chính Hussein dứt điểm thành công gỡ hòa 1-1 phút 29. Việc ban tổ chức sắp xếp trọng tài Charit Bitt điều khiển trận đấu thực sự không hợp lý. U23 Úc đã bị U23 Việt Nam loại ở vòng bảng nên khả năng trọng tài Bitt bị tác động tâm lý là điều khó tránh khỏi. Charit Bitt không chỉ gây tranh cãi ở trận đấu của U23 Việt Nam mà còn gieo sầu cho đội tuyển quốc gia của chúng ta. Trong trận đấu vòng loại World Cup 2018 cũng gặp Iraq diễn ra tại Mỹ Đình năm 2005, trọng tài người Úc đã thổi quả phạt đền phút bù giờ thứ 7 giúp Unit Mamot gỡ hòa 1-1. Trước đó, Công Vinh mở tỷ số từ phút 25. Thêm vào đó, trình độ chuyên môn của ông Biết cũng là vấn đề lớn. Vị vua áo đen này sinh năm 1984 và không được đánh giá cao về bản lĩnh. Năm 2017 vừa qua, trọng tài Biết đã phải công khai xin lỗi vì từ chối một quả phạt đền của câu lạc bộ Sydney khiến họ thua trận derby với Western Sydney. Trước đó, năm 2015 trọng tài Biết cũng đã gây thù chuốc oán với Sydney FC. Đội bóng này đã nổi giận khi bị thổi phạt 29 lần, từ chối đến 2 quả phạt đền. Những quyết định đó khiến Sydney FC không thể đánh bại Wellington Phoenix. Với rất nhiều quyết định sai lầm ảnh hưởng nghiêm trọng nặng nề đến trận đấu, trọng tài Biết là cái gai trong mắt của rất nhiều người. Hai ngôi sao từng thi đấu tại ngoại hạng Anh là Matt Bonnet MU và Tim Cahill Leeds đã văng tục khi đối diện vị vua áo đen sinh năm 1984 này. Các bạn hãy bấm vào nút đăng ký kênh bên dưới để có thể cập nhật những tin tức nóng hổi mới nhất nhé.